可是一个爱发起的冷气的你我没可能盛开你的舞台我都làm gì vậy tôi em đang hát tiếng Hoa cái gì em biết hát tiếng Hoa luôn hả em tiếng này em chả hát được anh Thành hồi nãy em hát anh không nhận ra luôn á ủa mà sao em biết thì em coi phim coi này kia tiếng Hàn cho anh coi biết biết tiếng Hàn luôn trời ơi tại nơi mấy cái tiếng này đâu nè không làm khó được em luôn hả không làm khó được mấy đâu cái... chơi tiếng Hàn thử đây đâu chơi tiếng Hàn thử đây 보고지나내가무슨또야내그치만다내가무슨거야cái gì mà Uya nữa hát mà là sao đau quá yêu kêu Uya nhưng mà tiếng Hàn anh nghe thì giống không thì nó hơi hơi thôi chứ cũng chưa chuẩn nó cũng chưa vô đâu đâu tại vì hai em phải kiếm cái nào mà chuẩn chuẩn đi em là ca sĩ em không thể hát như vậy được nó lơ lớ nhẹ nó không được em tại hai thì nói cho vui thôi chứ còn em là dân Pháp cái gì dân Pháp anh tiếng Pháp em hát được luôn trời ơi trời Tú ơi em thiệt á em làm cho anh ngạc nhiên quá Tú em học với Pháp từ nhỏ anh Thành oh my god quất một bài liền cho anh Tú ơi anh nói thiệt anh không thể tin được Pháp nha ok Franklin, bỏ chú mẹ xí tư lý, xô rí tư chí. Em có ba lộn Lào không? Không có tiếng Pháp thật mà. Sao có phổn và tún, đóng cái gì anh nghe cái tún tún gì đó. Tại vì em không biết tiếng Pháp, nhưng mà anh có nghe nhạc Pháp. Pháp mà quan trọng nè, từ nãy giờ em hát mấy cái thứ tiếng anh thấy chưa có rành lắm á. Mà tiếng Việt em rành không? Trời ơi, tiếng Việt ai chả biết anh. Bây em... thấy mấy tiếng Việt chưa rành luôn á. Em hát thử một bài cho anh nghe. Ok. Gió phu mang nên mình anh hiểu tại sao dạo này em hát như vậy rồi bởi vì em sống gần Diệu Nhiên nhiều quá anh thấy nói thiệt á cái nào nó cũng hợp lý là thiệt á gần cái gì là nó ra cái đó đó em anh nói thiệt tại vì anh đã quay một lần Diệu Nhiên hát live em hiểu mà chưa nữa trời ơi Thành ơi mấy cái này em tưởng anh phải biết chứ ta anh có biết tiếng Bồ Đào Nha không ta oh my god một cái thứ tiếng mà thì không thể không kiếm được cái chỗ nào học ở Việt Nam luôn mà em vẫn biết luôn Tú anh nói thiệt tiếng bồ luôn là tiếng em biết ok tiếng thân thuộc với em một bài cuối cùng trước khi ao chương trình tiếng Bồ Đào Nha mời em xin cảm ơn quý vị xin cảm ơn và tôi xin lỗi đã làm mất hai phút mấy ba phút lãng phí trong cuộc đời của quý vị nhưng ok anh biết tiếng Argentina không? Thôi được rồi, cảm ơn em. Argentina. Không cần, anh cảm ơn em. Chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.